Thưa quý vị, vào sáng nay 25 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Long An năm 2023 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Giải năm nay quy tụ 199 vận động viên thuộc 15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi từ 12 trở xuống, nhóm từ 12 đến 13 tuổi và nhóm tuổi từ 14 đến 15. Thi đấu ở 5 nội dung, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đơn nam, đơn nữ. Giải cầu lông các lứa tuổi tỉnh Long An năm 2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2023. Đây là sân chơi truyền thống góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu môn cầu lông nói riêng và các môn thể thao khác nói chung, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 2023. Ban tổ chức sẽ trao huy chương phần thưởng cho các vận động viên, cặp vận động viên giành thứ hạng cao tại các nội dung thuộc các nhóm tuổi.